chào mọi người. Thì hôm nay thì Katie với lại chị Tammy, hai chị em thì đang ở cái listing ở 3342 Heritage Estate Drive ở San Jose, ở zip code là 95148. Đi học được ở trường Evergreen High School. Đúng, khu vực này thì nó rất là yên tĩnh. Em có thể đi tới cái khu mà Evergreen là nhà New Bill á, rồi sau lưng này cũng rất là đẹp. Có cái khu Evergreen Village Square, có cái những cái shopping rất là thuận lợi và những cái nhà băng nữa. Dạ, giống rồi. Như băng America cũng có ở đó, Chase cũng có ở đó. Và chỉ có 5 phút thôi ở cái địa điểm của căn nhà này, quý vị sẽ đi đến được những cái khu shopping, chợ, rất nhiều nhà hàng ngon mà hai chị em mình sẽ đi ăn thử và sẽ mời quý vị xem những cái nhà hàng khu vực này. Dạ, cái căn nhà rất là to, đồ sộ, 2800 mấy chục square feet, lot size gần 7000. Đặc biệt là căn nhà này có một cái phòng ngủ ở tầng dưới. Dù nó không phải là master bedroom nhưng nó cũng là thuận tiện, tại vì ngang với cái nhà phòng ngủ thì có liền cái restroom. Như vậy thì rất là thích hợp để cho đại gia đình, mà đặc biệt là gia đình nào mà có ông bà lớn tuổi và không thể lên lầu được ấy. Đúng. Thì hoặc là em có khách guest overnight, người ta có thể stay, người ta ở cái tầng dưới đúng không? Nó riêng biệt cho mình. Và cái căn nhà này hồi nãy em nói em thích là high ceiling. Uh-huh. Ngoài ra thì hai cái phòng ngủ, hai phòng tắm á, đều phòng tắm ở dưới và ở trên đều remodel rồi. Mà đặc biệt chị, cái bathroom nó được có được thiết kế với lại cái smart tech. Có nghĩa là change color light. Dạ đúng rồi. Rồi em nói sân sau cũng đẹp lắm hả? Sân sau rất là đẹp, nó rất là peaceful. Nó được concrete make. Làm xi măng luôn, đỡ low maintenance, không cần phải tốn thời gian nhiều. Vẫn có một cái khung giường sân sau đẹp. Nếu mà quý vị đang theo dõi cái video này và có thêm những câu hỏi gì về căn nhà này, xin liên lạc với Katie và Tammy.